Nam thần hoa ngữ trong tạo hình thời dân quốc, Nhậm Gia Luân cạnh tranh Hứa Khải. Về điển trai người ngợi của các nam thần được lột tả một cách chân thật nhất qua các tạo hình lịch lãm thời dân quốc. So với thể loại phim đô thị hay cổ trang, thì đề tài dân quốc luôn mang lại cho người xem một cảm giác đặc biệt vì nó pha trội giữa phong cách cổ xưa và hiện đại. Tạo hình của diễn viên trong dòng phim này cũng mang đến một hương vị ấn tượng với người xem. Không ít các nam thần hoa ngữ đã từng đảm nhận các vai diễn trong những bộ phim về thời đại dân quốc. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tạo hình dân quốc đẹp nhất của dàn sao Cbiz nhé. Vị trí thứ 5, Trần Vĩ Đình. Trần Vĩ Đình là cái tên không thể không nhắc đến khi nói về đề tài này. Anh từng có một vai diễn ấn tượng trong Lão Cửu Môn. Vẻ lạnh lùng đậm phong cách bá đạo, tổng tài của Trần Vĩ Đình khiến bao chị em phải đổ gục về vẻ ngoài quá sức điển trai phong trần của anh chàng. Vị trí thứ 4, Trần Tinh Húc. Hiện tại bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm do Trần Tinh Húc đóng chính vẫn chưa lên sóng, nhưng những hình ảnh poster tiết lộ về tạo hình nhân vật của nam diễn viên khiến khán giả phải suýt xoa vì không ngờ ngôi sao Đông Cung lại quá hợp với hình tượng dân quốc đến vậy. Dáng vóc cao ráo cùng đôi chân dài càng làm tôn dáng xoái ca Trần Tinh Húc. Vị trí thứ 3, Nhậm Gia Luân. Nhậm Gia Luân đã chứng minh cho câu nói đã đẹp thì khoác lên người trang phục nào cũng cần được tất, từ cổ trang dân quốc cho đến hiện đại đều không thể làm khó được nam diễn viên. Khuôn mặt như bùng ra sữa của Nhậm Gia Luân ấy thế mà khi diễn những vai lạnh lùng, bá đạo như vai diễn trong Thu Thiền lại hợp hết sức bởi khả năng diễn xuất vô cùng xuất sắc của anh chàng. Với một ánh mắt liếc nhìn của Nhậm Gia Luân, trong diện mạo trang phục dân quốc đã trở thành yếu tố chính thu hút rating cho bộ phim. Vị trí thứ 2, Hứa Khải. Vai diễn của Hứa Khải trong Học viện Quân sự Liệt Hỏa từng khiến người xem ấn tượng suốt thời gian dài. Bên cạnh diễn xuất thì nguyên nhân chính khiến fan hâm mộ mê mệt Hứa Khải chính là nhan sắc cực phẩm của anh chàng. Nhiều người cảm thấy rằng phong cách thời dân quốc của Hứa Khải thậm chí còn đẹp hơn cả tạo hình cổ trang trong Diên Hy Công Lược. Vị trí đầu tiên, Đặng Luân. Đứng đầu danh sách này được dân mạng nhiệt tình bình chọn chính là Đặng Luân. Điều đáng nói là dự án phim truyền hình với đề tài bà Đặng Luân tham gia vẫn đang khởi quay. Chỉ với ảnh hậu trường bị tiết lộ đã khiến dân tình phát sốt về những khoảnh khắc phong trần, nam tính đầy sức cuốn hút của nam diễn viên. Khi chất quý phái đầy tao nhã của Đặng Luân toát ra như một quý tộc, công tử thượng lưu. Vị trí quán quân của bảng xếp hạng này thuộc về anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.